giao nhau ấy, các bạn phải xử lý cho tôi. Ví dụ như này, này, cái góc này giao nhau như thế nào, được nhá, nó không phải như này đâu, đúng không? Đây này, cái này là ghi, tháo ghim ra, xóa đi. Ừ. Đấy thì cái đố góc này, chúng ta phải chọn đây này, thay thế với đố góc này, nó sẽ có cái đố chữ L là đố góc này này, à, thấy không? Chứ không phải là chúng ta chọn các cái đố này như này, nó không đúng đâu, hiểu không? Này. Đó. Thì đây nó phải có đố chữ L, đố góc ở đây này, MA là cái đố này nó phải chỉnh sửa được, nó sẽ phải có đố góc. Ví dụ như đố góc thì những cái này chúng ta phải break adjoint đi, để làm sao để cái này nó liền lại với nhau như này, và cái đố góc là như nào. Thấy không? Thì đố góc nó đang bị chờm ra đúng không? Vì cái khuôn này đang là 65 thì edit choice này mình phải chỉnh được cái thông số này, nó đang 150 thì kia nó sẽ là bao nhiêu? Cái đố này đang là bao nhiêu? Và 100. Ok. Đây. Thì nó co nhỏ lại. Bây giờ đến cái độ dày của nó. Ở đây, thickness đây, 100. Này, mọi người thấy không? Thickness 100, hoặc là mình sẽ phải biết được cái đố kính này nó ra hay nó vào là bao nhiêu. Ví dụ như thằng này, cái kích thước này nó không phải là 100, mà nó đang là bao nhiêu? 150. Đúng không? Edit thôi, thì mình để đây là 150 chẳng hạn. Đây, khoảng cách này, hoặc là hai thằng này nó giao nhau là bao nhiêu? Thì giờ cái khoảng cách này mình đẩy vào hay đẩy vào trong thì nó sẽ là như thế nào, thì ở đây nó sẽ có phần offset này, được nhá. Offset ví dụ như DI, cái offset cái khoảng này là bao nhiêu, nó đang là 13 đúng không? Này, các bạn nhập ở đây là bao nhiêu, 13 trừ 13, được nhá, còn đấy đâu thì các đố kính góc như này, này đúng không? Hoặc các bạn có thể co cái đố kính góc này lại với nhau, nó chỉ là 120 thôi, 120. Đó. Thì nó to nhỏ hay không thì tùy ở mức độ mình thiết kế, thì cái đố này nó giao nhau nó phải như thế này. Mọi người hiểu không nhỉ? Chứ không phải là các bạn vẽ nó như này đâu. Đúng nhỉ? Cứ vẽ bừa sinh viên thì cứ kiểu vẽ như thế này, còn này kệ. Đúng nhỉ? Nó không kiểu mình phải xử lý được tất cả các giao nối. Các giao nối ở vị trí này thì bản vẽ nó mới đẹp được. Mọi người hiểu không? Nó mới chuẩn cấu tạo được. Đấy, các cái vị trí ở dưới này break up join nên mình phải làm từng tí một đấy nhá, các vị trí đấy như thế nào, xử lý các cái giao nối ra sao, hiểu về đây không? Ok, còn cái vấn đề gì về cái vách kính này không?